Và bây giờ cái bài hát này, sắp tối hôm nay là toàn trạng chọn những bài hát mà very popular. Bài hát này là của em nhỏ bên kia, em Gia Hân Holiday đã chọn bài này. Em muốn có một mùa thu cho riêng em, cho nên em đã chọn bài hát. Chị Vân đó mà chị share với em, hai chị em share mùa thu với nhau. Đúng rồi. Quý vị biết bài, thật ra thì Hương thấy có người yêu cầu mùa thu lá bay, nhưng bây giờ hai em đã chọn bài mùa thu cho em để gửi tặng hết tất cả cho quý vị. Mùa thu không phải riêng cho hai em, mà này là mùa thu cho tất cả mọi người, và nhất là những người đang ở xa, xa xa chúng tôi lắm, xa mà với tay không tới. Xin mời hai em. Mùa mắt ướt hơn mi, và em có mơ khi
mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. Và em có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu tới tình